Người đàn ông phản bội tôi sau 6 năm yêu nhau chỉ vì một người phụ nữ có thể giúp được anh ta thăng tiến trong sự nghiệp. Đau khổ, chán trường, tôi gật đầu lấy người đã theo đuổi và yêu đơn phương tôi chừng ấy năm. Và rồi, tôi đã trở thành người đàn bà lẳng lơ từ lúc nào không biết. Cầu hôn tôi không hoa mỹ, anh chỉ nói đơn giản. Anh sẽ cố gắng đem lại cho em một cuộc sống đủ đầy, bù đắp cho em những mất mát mà em phải chịu đựng. Chồng tôi không nói suông, anh chăm chỉ đi làm đêm ngày để đem về cho tôi những xấp tiền ngày càng một dày. Công việc tôi vất vả mà thu nhập chẳng đáng là bao, anh thường nói tôi nghỉ ở nhà. Chỉ cần nhìn thấy em xinh đẹp, khỏe mạnh ở nhà đón anh mỗi ngày anh đi làm về là anh thấy hạnh phúc lắm rồi. Anh không cần em phải làm gì cả. Chồng tôi nói câu này không biết bao nhiêu lần. Chồng tôi yêu tôi vô điều kiện, dường như những năm tháng phải đau khổ, thổn thức vì tưởng không có được tôi, đã biến tình cảm anh dành cho tôi thành thứ tình yêu mãnh liệt, sẵn sàng dâng hiến tất cả cho vợ. Có điều, quan niệm về hạnh phúc của tôi và chồng lại không giống nhau. Bao nhiêu năm yêu tôi đơn phương, giờ có được tôi, anh ấy thấy như vậy là quá đủ. Anh nghĩ rằng chỉ cần lo cho tôi sung túc đủ đầy là anh đã làm tốt vai trò của một người chồng yêu vợ rồi. Anh không biết bao nhiêu đêm tôi trằn trọc với khao khát của người đàn bà. Đêm nào anh cũng làm việc tới tận gần sáng, vắt kiệt sức lực, chẳng còn biết đến người vợ trẻ đẹp nõn nà đang nằm chờ trên giường. Có hôm thèm chồng quá, không biết làm thế nào, tôi giả bộ đến cạnh chồng và bảo: "Anh ơi, em muốn có con quá, hôm nay là ngày rụng trứng, vợ chồng mình đi ngủ sớm nhé." Anh trúng kế, xếp lại đống công việc dở dang, tôi ôm vai chồng đi vào phòng ngủ, cùng với nụ cười mãn nguyện. Nhưng chiêu đó chẳng dùng được lâu, được vài ngày, anh phát hoảng rồi cáu: "Anh mệt quá rồi, em phải tính toán cho chính xác chứ. Cứ nhầm liên tiếp thế, công việc anh thì đang ngập đầu." Tôi như bị dội gáo nước lạnh, thẳng vào ngọn lửa dạo rực muôn mút trong lòng. Tôi ấm ức, giận chồng, anh thì lại tưởng tôi chỉ giận dỗi việc không được chồng quan tâm, liền ôm lấy tôi an ủi: "Em cố gắng chịu đựng vài năm nữa. Khi công ty anh vững mạnh, có chỗ đứng, anh sẽ giao hết cho Quân làm, chỉ quan tâm tới em thôi." Nhưng khát khao của người đàn bà trong tôi không chờ được. Việc ăn trắng mặc trơn, chỉ ở nhà quanh ra quần vào, năng lượng trong tôi mỗi lúc một căng đầy. Cũng có lúc tôi định nói thẳng với chồng về khao khát của mình, nhưng nhìn thấy anh phờ phạc sau mỗi ngày làm việc, tôi thấy ngượng với sự đòi hỏi của mình, chẳng giúp được gì lại làm cho chồng mệt mỏi. Ăn không ngồi rồi chán quá, tôi chợt nhớ đến mảnh đất mặt đường, ở nơi ngã ba phố thị đang bỏ không của chúng tôi. Tôi muốn dựng một cái quán bán hàng, gọi là có cớ để gặp gỡ mọi người, vì trong nhà tôi thấy đã quá buồn chán. Tôi hỏi ý kiến chồng, thoáng chút suy nghĩ, nhưng anh vẫn đồng ý, rồi bảo: "Coi như cho em đỡ buồn, chuyện lời lãi không quan trọng." Không ngờ chính quyết định tưởng để cho vui, đã đem đến cho tôi sự vui thú hơn cả mong đợi, nhưng cùng với đó là nỗi day dứt, dằn vặt khôn nguôi. Ngày đầu tiên tôi mở quán, gã vào mua hàng. Hôm đó trời nóng, tôi mặc bộ đồ lụa mỏng màu mỡ gà. Gã đưa cặp mắt trăng tráo nhìn tôi từ đầu đến chân như đánh giá món hàng, rồi chép miệng cười khả ố: "Cô em đẹp quá, nhưng trông hơi bí bách, cần anh giúp không?" Tôi đã muốn cho gã một cái bạt tai, nhưng rồi ghìm lại được. Tôi nghĩ bụng, quán mới mở, phải cố chiều khách hàng. Từ hôm đó, ngày nào gã cũng tới quán tôi mua hàng, bao giờ đến cũng kèm theo lời chớt nhà. Đôi lúc, tôi thấy mình đến lạ, bởi bình thường, một gã đàn ông nào đó cư xử với tôi như vậy, chắc chắn đã ăn tát rồi, thế mà với gã, tôi lại thấy vui thích ngấm ngầm. Tôi không biết nhiều về hắn, chỉ nghe đám đàn bà con gái tới mua hàng kháo nhau là gã sát gái nổi tiếng, định chén cô nào là cô ấy đầu hàng, bộ sưu tập của gã dài dằng dặc. Tôi bỗng thấy ghét gã, nhất định không để mình rơi vào tay kẻ trăng hoa này, làm vấy bẩn thân thể vì gã. Nhưng một trưa hè mưa xối xả, sấm chớp ý oảng, quán vừa đóng cửa thì hắn dồn dập gõ, nói có việc gấp. Tôi vừa hé cửa nhìn xem ai, thì gã đã ôm choàng lấy tôi, bàn tay gã lướt trên tôi. Tôi lẽ ra phải đẩy gã ra, nhưng chả hiểu sao, tôi lại buông xuôi trong cơn dục vọng. Cái thứ mùi hăng hăng nồng nồng của đàn ông bùa vây lấy tôi. Bộ ngực vạm vỡ rình ràng của gã, dán sát vào cái cơ thể mỏng manh của tôi. Tôi dồn hết chút lý trí cuối cùng vào đôi bàn tay cố đẩy gã ra, nhưng đôi chân thì không hiểu sao lại không nỡ rời. Như đọc được ý nghĩ của tôi, gã siết tôi chặt hơn, đôi môi dày dặn, bỏng rẫy lần tìm môi tôi. Rồi gã bế thúc tôi lên chiếc phản trong quán, đổ ập lên tôi, đè bẹp chút phản kháng yếu ớt cuối cùng của người đàn bà đang khao khát. Hơi nóng hầm hập của buổi chiều cuối tháng 6, tiếng ve rang rang gọi bạn tình.
tôi quên tôi là ai, quên người chồng đang mải mê kiếm tiền, quên hết tất cả những bài học về tiết hạnh, lòng tự trọng. Như kẻ đang ăn những món ăn nhạt nhẽo, nay vớ được sơn hào hải vị. Từ hôm đó, tôi như kẻ thua cuộc, đầu hàng chính mình. Gã quá sành sỏi, luôn biết cách để làm tôi mê mẩn, khiến tôi ngày càng sa vào bản năng đàn bà mà không dứt ra được. Có điều, sau mỗi cơn vần vũ, tôi cũng đều dằn vặt, đau khổ, tự mắng mình là người đàn bà chẳng ra gì, phản bội lại tình yêu của chồng. Cũng có lúc tôi lấy hết can đảm, quyết tâm rời xa gã. Nhưng rồi, tôi không giữ được cánh cửa khép lâu. Mỗi lần làm chuyện ấy với hắn, trong đầu tôi hỗn loạn những suy nghĩ rằng xé. Tôi thầm gào lên. Dừng lại, hãy dừng lại, đừng để mình bị vấy bẩn thêm nữa. Nhưng có một tiếng nói bản năng từ trong sâu thẳm lại mời gọi, lẳng lơ, đồng lõa. Hãy tận hưởng đi, hãy nếm trải, là đàn bà thì có quyền được hưởng, tất cả là tại chồng không quan tâm mà thôi. Tiếng nói đó lặp đi lặp lại, rồi dần dần nó đã chiếm lấy hết đầu óc của tôi. Vậy là mỗi lần thấy hình bóng của gã trong bóng chiều chập choạng, tôi lại vội vàng đóng chặt cửa quán, tim đập thình thịch, nhưng như có một sức mạnh nào đó thôi thúc, tôi lại lập cập rút then mở cửa. Gã ô ngấu lấy tôi, cả thân hình tôi cứng đơ trong niềm khát khao tột cùng. Thạc sĩ Lã Linh Nga, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học Tâm lý Giáo dục, Hà Nội, cho biết rằng, qua một loạt các ca tư vấn gần đây, bà thấy cần phải nhìn nhận lại các quan niệm cũ về chuyện phụ nữ ngoại tình. Trước nay, người ta vẫn cho rằng phụ nữ phải có tình yêu mới sẵn sàng lên giường. Hay là người vợ ngoại tình thường vì thiếu thốn tình cảm hoặc gặp bất hạnh trong hôn nhân. Nhưng thực tế cho thấy, ngày nay có rất nhiều phụ nữ ngoại tình cũng chỉ vì muốn tìm cái mới lạ. Họ mềm lòng trước cử chỉ quan tâm, cái liếc mắt đưa tình để thấy mình còn hấp dẫn, còn tươi trẻ, điều thường thiếu vắng trong các cuộc hôn nhân lâu năm. Với họ, ngoại tình không phải là sự san sẻ tình yêu với chồng mà chỉ là một trải nghiệm mới lạ. Khi trở về nhà, họ có thể vẫn yêu chồng, vẫn chăm con, chu toàn mọi việc gia đình. Nhiều người vốn không bao giờ nghĩ mình sẽ phản bội chồng, đôi khi cũng chỉ vì sự tò mò, ham cái mới cái lạ mà sa ngã lúc nào không hay. Một tháng nay, anh Trung, chồng chị Hòa đã xin nghỉ. Việc vốn là người nhanh nhạy, việc được giao 3 ngày chỉ xử lý 1 ngày là xong, thì nay anh không thể tập trung làm. Gì khi trong đầu luôn lởn vởn cảnh vợ tình tứ người khác, câu anh hỏi đi hỏi lại vợ cũng như hỏi chính mình. Tại sao tôi chiều chuộng cô như thế, gia đình thì đang hạnh phúc như vậy mà cô lại đi ngoại tình? Vợ anh làm hành chính văn phòng, còn bản thân anh là trưởng phòng một công ty nhà nước, nhà cửa khang trang, hai con nết đẻ đủ cả, gia đình anh được rất nhiều người mơ ước. Bản thân anh luôn hết lòng vì vợ con, tiền làm ra bao nhiêu cũng giao cho chị quản. Chị Hòa có nhan sắc trung bình nhưng tháo vát, khéo cư xử nên được cả nhà chồng quý. Một năm trước, anh động viên vợ đi tham gia các hoạt động thể thao để giữ gìn sức khỏe, đừng bận tâm nhiều tới việc nhà vì đã có anh hỗ trợ. Nhưng từ ngày hay chơi cầu lông, đánh bóng với hội cùng khu phố, vợ anh ăn diện hơn hay lấy cớ vắng nhà. Ngờ vực, anh thuê thám tử theo dõi thì phát hiện chị cặp kè với một cậu trai kém tuổi, đã có vợ con, ở cùng đội cầu lông. Khi thấy chồng vứt ra những bức ảnh hai người vào nhà nghỉ, chị Hòa nhận lỗi ngay. Cô ấy nói vẫn yêu tôi, chỉ là muốn tìm lại cảm xúc yêu đương như thời sinh viên. Muốn có cảm giác mình là ngôi sao, được chú ý, được nâng niu nên mới sa ngã khi hắn ân cần quan tâm. Người đàn ông 40 tuổi kể với nhà tâm lý. Mỗi khi màn đêm buông xuống thì anh lại nhìn chừng chừng lên trần nhà, đầu như muốn nổ tung. Có lần như phát điên, anh vùng dậy lao khỏi nhà. May mà tôi vẫn kiềm chế được. Sau đó, tôi phải cố nghe Phật Pháp để lòng dịu lại nhưng lửa giận vẫn sôi lên, tim đập thình thịch, mồ hôi túa ra, anh kể. Chị Hòa cũng thừa nhận mình còn yêu chồng và cũng không có ý định bỏ gia đình. Chị không có tình cảm sâu sắc gì với anh ta. Tôi cũng chẳng biết ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào mà sa ngã, chị nói với nhà tâm lý. Thưa quý vị, sau khi nghe xong câu chuyện trên thì quý vị có suy nghĩ như thế nào? Hãy để lại cảm nghĩ của mình ở phía bên dưới để cho chúng tôi cùng được biết nhé. Còn đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã kết thúc rồi. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo. We'll be right back.